Ok, hello mọi người, chào mừng kênh channel của Sam lại sao này, tất tên hello. Đó, thì hôm nay Sam là đây là ngày đầu tiên mà Sam và Healthy đi chơi nha mọi người. Thì ngày đầu tiên và buổi tối hôm nay thì Healthy thì mình có một hẹn, một buổi hẹn đi ăn kichi kichi. Đó, đây là lần thứ hai của mình được đi ăn kichi kichi mọi người ơi. Đó thì tại vì ở Huế không có kichi kichi nên chỉ là ở Sài Gòn mới có thôi mọi người ơi. Trời, nó ngon cực kỳ luôn á. Đó, mọi người nhâm 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 nhâm, trời miếng thịt nó dai, nó giòn dễ sợ luôn. Không biết mà Sam ăn như thế này mới mấy thằng fan nó tức không trời ơi. Kiểu mấy bạn ơi, có xem của tôi là ăn quá trời luôn. Đó mọi người thấy không? Tôi ăn khí thế luôn mọi người ơi. Đó, quá ngon luôn. Đỉnh 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 đỉnh. Ok mọi người ơi, thì hôm nay là ngày thứ hai vào lúc 3 giờ sáng các mọi người. Mọi người thắc mắc tại sao là đi vào lúc 3 giờ sáng đúng không? Thì tại vì là đoàn phim của tụi mình hôm nay tụi mình sẽ quay vào lúc gọi là phải set up chuẩn bị vào lúc 3 giờ sáng thôi, phải đi 3 giờ sáng mọi người ạ. À, đó. Thì cái xe trước mặt mọi người đó là cái xe đoàn thứ hai mọi người ơi, cái đoàn mà đựng nhiều người ấy. Thì cái xe này chỉ có 4 người thôi tại vì bố tụi mình xây xe mọi người ơi. Đó. Trời đất ơi, đi chập trời nó cũng sáng mọi người thấy không? Đó, trời bắt đầu sáng từ từ, trời đã bừng sáng rồi mọi người ơi. Đi từ 3 giờ sáng sáng đến 6 giờ sáng luôn mọi người ơi. Trời ơi, mệt cực kỳ luôn á. Trời tôi nó khổ gì đâu. Và đây, đó, vào lúc trời sáng thì được ăn ba chí bốn châu ổ bánh mì to cái mặt luôn mọi người ơi. Đó, thì sáng sớm mình không được ăn nhiều. Tại vì là những người mà được có lịch quay hôm nay thì ăn ít thôi, ăn cho đỡ đói thôi. Tại vì ăn nhiều sẽ bị đau bụng mọi người ơi. Ok mọi người, thì đây như thấy đồng ruột bát ngát bên đông vào lúc 6 giờ hay 5 giờ mình không biết, mặt trời chói chang xuyên qua tim. Đó thì phân cảnh tiếp theo của tụi mình đó chính là ở dưới quê mọi người. Đó trời đất ơi, đi bộ mệt xỉu luôn. Đó, tại vì cái đường quê rất là hẹp mọi người, mình phải đi bộ mọi người. Đó trời kẹt xe quá trời đất luôn, trời nắng chói chang mọi người, chói qua tim luôn mọi người thấy không? Sam đang dùng một cái bánh mì để Sam che đầu mọi người, không có đem mũ. Trời ơi khổ quá trời đất luôn, mà công nhận dưới quê rất là đẹp mọi người. Đó trời ơi nắng kìa, trời ơi thích cực kỳ luôn mọi người ơi. Ở đây một cái cảnh tường hải hùng mình mắc cười không chết luôn á trời. Trời đất. Và đây là ngày thứ ba có cảnh quay của mình. Và mình quay từ sáng đến tối mọi người ạ. À, nhưng mình chỉ spoil một cảnh này thôi. Đó, mọi người đoán xem mình là trong vai gì cho mọi người đoán xem nha. Nhớ comment phía dưới nha. Trời đất ơi, tôi nhìn như sắc ướt Ai Cập á trời ơi. Và hôm nay là ngày thứ tư mọi người ạ. À, đó, và hôm nay và tụi mình có một gọi là một buổi chụp shooting, chụp ảnh mọi người ơi. Đó, trời ơi quá trời đông người luôn. Đó, cặp đôi tình tứ kìa. Trời ơi tôi mệt nha, tôi ghen nha. Đó, thế là ngày thứ tư tụi mình đi chụp ảnh và quay thêm một cảnh nhỏ nữa mọi người ơi. Đó, ai cũng mệt hết mọi người ạ. À, trời ơi quay mệt lắm mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Quá trời đất luôn. Và đây là Sam đẹp mọi người ơi, tớ thôi, đó. Trời đất ơi, đó mọi người đoán xem trong phân cảnh này Sam là ai nha, mọi người đừng quên comment về dễ Sam biết nha. Đó, thấy chưa, nhìn tôi chững chạc cho mọi người, trời ơi, lớn dễ sợ luôn á. Đó, quá tuyệt vời luôn. Ok mọi người, thì hôm nay là ngày thứ năm, cũng là ngày cuối cùng rồi mọi người, ngày cuối cùng của Heo Team gặp nhau mọi người ạ. Đó, thì mình đang dùng cái kia giống mọi người ạ. Rồi tới mình xiên con lợn này. Yeah, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Trời đất ơi, trời ơi, trời, chọt 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 nè, chọt nè, đó. Con lợn cuối cùng cũng vậy mọi người ơi, đó, chọt 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 nè, đó. Vậy đi, vậy đi, vậy đi. Vì một cách nào đó mà Sam đã dùng hết sức mình nhưng Phong Phận không chịu vậy mọi người ơi. Trời đất ơi, chắc tôi chịu luôn, hèn gì như heo á. Trời đất. Cuối cùng đến giờ tạm biệt mọi người ơi, đây là đêm cuối cùng, cũng là ngày cuối cùng tụi mình gặp nhau mọi người ơi. Trời ơi buồn quá, tao nói ăn ăn cho đã, ăn cho xả láng luôn mọi người ơi. Đêm này là ăn không tẩy bệnh là không về nhà luôn. Đó, đây là ăn cái quán đầu tiên nha mọi người, đây là quán đầu tiên. Và tụi mình đến quán thứ hai ăn, mọi người ăn hai quán trong một đêm luôn. Trời đất ơi, hèn gì không mập. Đó, vô nè, vô, đó
là quán thứ hai ăn rất nhiều món, có chè, có gì ta, có bánh phở lăng, nó có nhiều món mọi người ơi. Đêm nay là không gọi là không no không về mọi người ơi. Chơi tới bến luôn. Trời đất ơi, vô tiếp nè. 2 3 vô đó. Trời đất ơi, vui gần chết. Rồi vô tiếp nè. 2 3 vô. Trời vô hoài không trúng ai luôn. Vô. Đây mọi người, thì chị em tôi đã tìm thấy một cái gương. Đây là cái cửa mọi người ạ, nhưng tụi mình đặt đây là cái gương thần kỳ mọi người ạ. Đó, khi soi cái gương này vào, chị em mình có hình dáng rất đặc biệt mọi người. Cái mũi thì tròn, Simi thì cũng tròn, mình cũng tròn nốt, mà đặc biệt tay rất dài nha mọi người. Trời đất ơi. Cuộc vui nào cũng có lúc tạm mọi người ạ. Thì đây là ngày cuối cùng và ngày của mình đi ra sân bay. Và gọi là bầu trời đã tiễn mình đi bằng một cơn mưa nhẹ mọi người ạ. Giống trời cũng đang khóc thầm mọi người ơi. Mình cũng đang rất buồn mà trời đất ơi. Xin đang quả chuối mọi người ơi. Trời, tôi đang tâm sự mà. Trời đất, cái gì vậy? Mà không sao, vẫn buồn mọi người ạ. Bye bye mọi người nha. Bum. Đó, thì mình và CP và Phong cũng lên máy bay rồi mọi người ơi. Trời đất ơi, ba tụi mình ai cũng mệt hết mọi người ơi. Sau 5 ngày quay, ai cũng mệt hết. Bây giờ chỉ mong muốn là về nhà và nằm bẹp đi ngủ luôn. Gặp cái giường cái tôi nằm liền luôn mọi người ơi. Trời đất ơi, mệt quá chân luôn. Mà gặp cái máy bay nó cũng ồn, vậy sao ồn, không hiểu sao luôn. Trời đất ơi, khổ thế nhờ. Và đây là cảnh mình xuống lấy hoặc là lấy hành lý. Và mình bất ngờ một điều mình ngồi đợi. Và ông Phong là lấy hết hành lý của tụi mình rồi mà tụi mình không hề biết luôn. Trời đất ơi, là ông Phong đời quá chân đất luôn á. Đó, 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 thấy mọi người thấy không? Đó, đây đây, đây ông Phong rồi ta. Trời đất ơi, tôi cảm giác có lỗi với ông Phong. Trời, ông Phong ngồi đợi tôi với Simi của cùng. Simi Phong cần lấy hết ba vali của ba tụi mình luôn. Trời đất ơi, ông Phong cả ngơ ngác luôn. Đó. Và sau khi đền bù cho ông Phong gọi lấy vali tụi mình, và tụi mình quyết định sau khi xuống sân bay hà gọi là Phú Bài mình đi ăn luôn mọi người. Đói quá chịu không nổi, mình nên về nhà nằm ngủ, nhưng mà thôi đói quá chịu không nổi, bây giờ xách xe đi ăn luôn. Đó mọi người thấy không, mình khoe mọi người thấy đó, cái nhận hình chân mèo nè. Đó, trời đất ơi, đáng yêu lắm. Và mình mua cặp với Simi mọi người. Đó, hai nhận chân mèo đó, trời ơi đáng yêu cực kỳ luôn. Ở đây, đấy, cảnh mình quay cảnh là gì ta? Cái cảnh mình đi đón bé Cam mọi người. Thực sự là không phải là hôm nay mà đi đón bé Cam, mà ngày mai được mọi người. Nhưng mà tại vì mình nhớ Cam quá, mình quyết định đón bé Cam vào ngày hôm nay luôn. Xuống sân bay cái đi ăn, đi đón Cam luôn. Trời đất ơi, vừa mệt nhưng mà vui mọi người ơi. Đó, trời đất. Đây, đây là cái spa mà mình đã giữ Cam mọi người. Đó, thấy không? Trời đất ơi, cái spa nhìn nó cưng, dễ sợ cưng. Bây giờ Sam đang lên lầu thì gọi là gặp Cam mọi người. Đó, đây, đi từng bước, từng bước. Đây là Sam với Phong rất là hồi hộp mọi người ơi. Đây là lần thứ hai Sam với Phong gọi là gửi Cam tại spa này. Và spa này làm rất là tuyệt vời, làm rất là tốt. Và Sam cũng sẽ định sẽ là quay một cái video spa dành cho Cam luôn, cắt móng, tắm, cắt kiểu đó. Trời ơi, nhìn Cam kìa. Trời ơi, đây là lúc mà sau 6 ngày Cam gọi là gặp tụi mình và Cam không hề nhận ra tụi mình luôn mọi người. Cam rất là lạ, thấy không? Cam nhìn tụi mình kiểu là ủa ai đây? Ủa sao ai sao lạ vậy? Không quen đó, Cam không quen mọi người ơi. Cam đang còn hoang mang mọi người à. Trời đất ơi, Cam quên tụi mình rồi mọi người ơi. Trời đất ơi, tôi đang buồn dễ sợ. Kiểu là gì ta, sau 6 ngày Cam hơi gọi là hơi quên mọi người ơi. Đó. Thì đây, đây là cảnh mình chở Cam bằng quả cầu của bối Pokemon. Đó, hiểu không? Trời ơi, ngầu quá trời ngầu luôn. Siêu ngầu luôn. Đó. Thì Cam rất là hoang mang mọi người. Cam mọi người là mình đang bắt cóc Cam mọi người ơi. Đó. Trời đất ơi, buồn quá mà. Và nhưng mọi người thấy tổng view 160 ngày mà uống 100 mỹ luôn hỉ á. Đó. Cho nằm ngủ ăn tắm nghỉ là trước khi mình đón Cam á, mình gọi người ta sẽ tắm cho Cam trước một lần nữa thì trước khi mình nhận á mọi người. Đó là mang rất chuyên nghiệp mọi người ạ. Đó. 6 ngày 400 mấy của tôi. Trời đất ơi là trời ơi.